Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc ngày trời nắng khô, đêm thì mát mẻ và hơi se se lạnh ở vùng núi. Sang tới ngày hôm nay, trời nắng sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn miền Bắc sẽ phổ biến trong khoảng từ 33 tới 34 độ. Mức nhiệt tạo ra cảm giác nắng và hơi khô nóng trong khoảng thời gian từ 11 giờ tới 15 giờ chiều. Hiện nay, áp cao cận nhiệt đới đang hoạt động yếu, hội tụ gió lên đến mực 3.000 m hình thành trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Nên từ đêm nay tới ngày 2 tháng 10, ở vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20-40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nắng ráo cũng là xu thế thời tiết chính trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, bao gồm khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi. Trời có nắng từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế phổ biến từ 31-34 độ. Riêng đối với khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An có nơi cao hơn. Còn khu vực của Đà Nẵng trở xuống tới Bình Thuận, nhiệt độ duy trì ở mức vừa phải, dao động trong ngưỡng từ 30-33 độ. Trái ngược với xu thế ít mưa, nắng nhiều trở hành khô ở Bắc Bộ và miền Trung, thì tại các tỉnh thành phía Nam, mưa lại có xu hướng tăng dần khi mà gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh trở lại do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng từ 9-12 độ vĩ Bắc đang nâng trục dần lên phía Bắc. Vì thế từ chiều nay mưa sẽ gia tăng ở cả khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Tại Tây Nguyên mưa tăng lên diện rải rác, còn tại Nam Bộ thì là diện nhiều nơi. Trong đó các tỉnh như Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước hay là Đồng Nai sẽ có mưa vừa mưa to. Mưa tăng lên, nhiệt độ trong ngày ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng giảm. Cao nhất ngày ở Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ hạ xuống còn từ 28-31 độ và khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là từ 32-33 độ. Về áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão số 7. Trong đêm qua, các trung tâm dự báo khí tượng trên thế giới tiếp tục thay đổi dự báo về cường độ và hướng đi của bão. Cụ thể, vào cuối tuần này, vùng áp thấp sẽ bắt đầu hình thành. Dự kiến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,2 độ vĩ Bắc trên vùng biển phía đông nam của Philippines. Cách đất liền nước này khoảng 430 km. Áp thấp sẽ đổ bộ vào đất liền Philippines trong ngày 4 tháng 10, sau đó tiến vào biển đông nước ta. Dự báo đến 8 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh đông, trên khu vực giữa biển đông. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 7 với tên quốc tế là Lion Rock. Bão số 7 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta trong ngày 1 tháng 10 với cường độ mạnh. Vị trí đổ bộ dự kiến là khu vực Bắc Trung Bộ. Như vậy, khả năng bão số 7 hình thành đang ngày một cao hơn khi các mô hình của Mỹ và châu Âu đã bắt đầu sự tương đồng về vị trí hình thành, cường độ và hướng đi của bão. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hơn, đó chính là hiện cả hai trung tâm này cũng đều đưa ra nhận định sau khi bão số 7 đổ bộ thì chỉ vài ngày sau, Biển Đông sẽ lại tiếp tục đón thêm bão số 8 trong khoảng ngày 15 tháng 8 và cơn bão này cũng có xu hướng đi về đất liền của nước ta. Diễn biến của các cơn bão này sẽ còn khá phức tạp khi các mô hình liên tục có sự thay đổi trong những ngày vừa qua. Vì vậy, vẫn cần thêm thời gian để có thể theo dõi chính xác và đưa ra nhận định để gửi tới quý vị và các bạn. Tuy nhiên, để bà con chủ động ứng phó trong trường hợp bão đổ bộ đất liền, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về bão. Quý vị quan tâm nhớ đăng ký kênh và chú ý theo dõi.